Hôm nay thì chúng ta sẽ nói đến một vấn đề mềm ở trong khởi nghiệp, đó là người sáng lập cần phải hiểu như thế nào về lãnh đạo và người sáng lập cần phát triển năng lực lãnh đạo của mình như thế nào, song hành với việc các bạn xây dựng doanh nghiệp khởi nghiệp của chính mình. Ở đây chúng ta sẽ tiếp cận theo một suy nghĩ như thế này. Bất kỳ một tổ chức nào, chúng ta cũng đều cần phải có một người lãnh đạo. Và người lãnh đạo đấy chính là linh hồn, chính là nền tảng, chính là công cụ để giúp cho doanh nghiệp đấy có thể phát triển và tiến lên được. Và nếu như các bạn muốn doanh nghiệp hay muốn startup của mình trở nên một cái gì đấy lớn lao, thì các bạn cần phải hiểu rằng các bạn phải trở thành một nhà lãnh đạo lớn. Và cái ước mơ của các bạn càng lớn bao nhiêu thì các bạn cần phải trở thành lãnh đạo nhiều bấy nhiêu. Thế thì chúng ta sẽ nhìn nhận là cái tầm quan trọng của lãnh đạo đối với cả một doanh nghiệp khởi nghiệp. Điều đầu tiên, khi các bạn có một ý tưởng, các bạn mở ra doanh nghiệp khởi nghiệp, các bạn đã là lãnh đạo. Bởi vì cái việc các chúng ta mở ra một cái doanh nghiệp khởi nghiệp ấy, nó là cái kết quả của một cái tầm nhìn, của một cái sứ mệnh, của một cái đam mê, và đấy chính là lãnh đạo. Và tôi có thể nói rằng lãnh đạo chính là nền tảng để tạo dựng ra một cái doanh nghiệp khởi nghiệp. Các bạn sẽ thấy Apple, Steve Jobs luôn luôn ước ao là tạo ra được một cái doanh nghiệp có những cái sản phẩm đẹp, tuyệt vời, giúp cho khách hàng có được những cái trải nghiệm cực kỳ hoàn hảo. Đấy chính là cái đam mê, đấy chính là cái tầm nhìn. Và chúng ta có thể thấy rằng cũng rất là nhiều câu chuyện của Apple là những cái sản phẩm dịch vụ nó bắt nguồn từ cái tầm nhìn, từ cái tầm nhìn xa, từ cái sứ mệnh, từ cái viễn cảnh của người đứng đầu. Và đấy tôi muốn nói rằng lãnh đạo đó chính là cái động lực để tạo ra được một cái doanh nghiệp khởi nghiệp. Ở đây, ở tại Việt Nam, mà chúng ta sẽ thấy được rằng thế giới di động được hình thành nên bởi ước mơ của người sáng lập là làm sao để có một cái giải pháp, làm sao có một cái cách thức để cho người khách hàng của chúng ta có thể trải nghiệm, có thể sử dụng được sản phẩm mobile một cách tốt hơn. Tầm nhìn và sứ mệnh, bởi vì chúng ta thấy rằng thế giới di động chỉ có hình thành cách đây khoảng 10 năm. Rồi tiếp đến các bạn sẽ nhìn thấy Viettel. Viettel bây giờ đã vươn ra trên toàn thế giới. Và đấy cũng chính là cái sản phẩm của ước mơ, của tầm nhìn và của cái sự dấn thân của người lãnh đạo. Và chúng ta có thể nói rằng qua những cái ví dụ rất là lớn và những cái ví dụ nhỏ cũng tương tự như thế. Khi các bạn mở một quán phở hay các bạn mở một quán cà phê thì tất cả cái đấy đều từ xuất phát từ cái tầm nhìn, từ cái ước muốn của các bạn, đều xuất phát từ lãnh đạo. Cái thứ hai, lãnh đạo chính là cái nguồn vốn đầu tiên của khởi nghiệp. Bởi vì các bạn khởi nghiệp ra, trong tay các bạn không có tiền, không có cơ sở vật chất, không có sản phẩm dịch vụ, và các bạn chỉ có mỗi một con người của sáng lập. Và đấy chính là cái vốn đầu tiên. Và cái việc mà người sáng lập thuyết phục một hai bạn nữa đồng sáng lập với người sáng lập, thuyết phục những người nhân viên từ bỏ những công ty, từ bỏ những cái vị trí có mức lương ngàn đô để đi về chung tay với mình xây dựng một đế chế tương lai, đấy là lãnh đạo. Và đấy là cái nguồn vốn đầu tiên. Tại vì khi những người nhân viên đầu tiên về làm việc trong một startup, họ không nhìn bất kể những cái thứ gì khác, bởi vì nó là con số 0. Họ chỉ nhìn xem trong cái con người đứng đầu đấy cái năng lực lãnh đạo như thế nào, có thể tin tưởng được hay không. Và các bạn sẽ thấy ở trên mạng có lan truyền một đoạn video người founder của Alibaba nói chuyện với những nhân viên vào những năm 1997, nếu như tôi nhớ không nhầm, là tầm nhìn, sứ mệnh, viễn cảnh, và thuyết phục những người nhân viên đấy hãy đi về với tôi, hãy tin tưởng vào những điều tôi nói, chúng ta sẽ chung với nhau và sẽ làm nên một giấc mơ vĩ đại. Đấy chính là nguồn vốn. Và tôi có thể nói là lãnh đạo là cái nguồn vốn đầu tiên, nguồn vốn quan trọng nhất, và không có nguồn vốn đấy chúng ta sẽ không có bất kỳ một nguồn vốn nào khác, từ tiền tài, từ năng lực, từ tri thức sau này của doanh nghiệp khởi nghiệp. Và cái thứ ba, lãnh đạo chính là một yếu tố để chúng ta thu hút nguồn nhân lực. Ở đây thì tôi luôn lấy ra một cái ví dụ như câu chuyện của Lưu Bị. Lưu Bị không có tài về chiến lược, không có tài về đánh nhau, nhưng bản thân trong Lưu Bị gọi là một con người vĩ đại về lãnh đạo. Bởi vì ông ta có một cái năng lực
để truyền tải cảm hứng, để nói lên cái tầm nhìn, nói lên cái sứ mệnh của mình, và từ đấy thu hút được những người giỏi về mình. Các bạn sẽ thấy rất là nhiều tướng giỏi, rất là nhiều những người có năng lực giỏi như Khổng Minh đi về với Lưu Bị hoàn toàn không có vì vật chất, mà họ nhìn thấy được cái năng lực lãnh đạo, cái tầm nhìn của một người CEO trong con người Lưu Bị. Và các bạn luôn luôn nhớ đến cái câu chuyện Tam Quốc Chí là một cái điển cứu rất là quan trọng về năng lực lãnh đạo của một người sáng lập trong cái giai đoạn khó khăn ban đầu. Và thứ tư, đó chính là cái động lực thúc đẩy vượt qua được khó khăn. Cũng tương tự như vậy, các bạn sẽ thấy hình ảnh Lưu Bị rất là nhiều những cái lúc khó khăn, và ông ta chính là cái nguồn lực, chính là cái động lực, hay là cái trái tim, hay cái động cơ để đẩy tất cả mọi người cùng đi lên phía trước, vượt qua những khó khăn. Và song hành nó, đấy chính là quá trình là để truyền thông và tạo dựng lòng tin. Và tất cả khi mà tôi nói như vậy thì tôi chỉ nói lên một cái câu chuyện rằng các bạn muốn khởi nghiệp, các bạn muốn tạo dựng một doanh nghiệp, các bạn muốn tạo dựng một tổ chức. Và cái tổ chức đấy càng vĩ đại bao nhiêu, càng lớn bao nhiêu theo cái ước mơ của các bạn, thì nhiệm vụ quan trọng nhất, các bạn cần phải xây dựng hình ảnh, năng lực, tố chất của một người lãnh đạo vĩ đại trong con người của các bạn. Tiếp đến thì chúng ta sẽ nói một chút về cái nguồn vốn khởi nghiệp, nguồn vốn khởi nghiệp của người sáng lập. Thế thì khi chúng ta mở một cái doanh nghiệp ra, chúng ta có một ý tưởng, chúng ta đưa ý tưởng đấy vào trong thực tế, chúng ta tạo dựng ra một doanh nghiệp. Thế thì các bạn khởi nghiệp ở Việt Nam luôn nghĩ rằng là chúng ta cần tiền, cần vốn, vốn tiền. Đây tôi muốn nói, tiền không phải là quan trọng. Các bạn cần phải nhận thức được rằng để một con người khởi nghiệp thành công, chúng ta sẽ có nguồn vốn. Và nguồn vốn đấy bao gồm rất rất nhiều những yếu tố khác nhau. Và vốn tiền nó chỉ là một phần trong tất cả cái tập vốn đó. Điều đầu tiên đó là các bạn cần phải có vốn kiến thức, kỹ năng, tri thức. Thứ hai, các bạn cần phải có vốn trải nghiệm. Ở đây tôi nhấn mạnh vốn trải nghiệm. Các bạn có những cái câu chuyện các bạn phải làm, các bạn mới hiểu, các bạn mới thấy được cái giá trị của nó. Thứ ba, đó là vốn lãnh đạo, cái mà tôi vừa nói. Thứ tư, đó là vốn quan hệ, xây dựng mạng lưới, quan hệ với những người quan trọng, quan hệ với những người có tri thức để chúng ta có thể tận dụng, chúng ta có thể đưa họ về làm việc, kết nối với chúng ta. Thứ năm, đó là vốn tinh thần, cái năng lực chúng ta vượt qua khó khăn. Và cuối cùng thứ sáu mới đến vốn tài chính. Và đây tôi muốn nói rằng vốn lãnh đạo. Vốn lãnh đạo và vốn kiến thức, tri thức và vốn tinh thần, đó chính là cái vốn khởi điểm. Đó chính là những cái gì đầu tiên của một doanh nghiệp khởi nghiệp nằm trong người sáng lập. Và như vậy là các bạn sẽ thấy rằng là gì? Người sáng lập sẽ phải rất là quan tâm là đã có vốn kiến thức chưa? Đã có vốn quan hệ chưa? À mà đã có vốn lãnh đạo chưa? Đã có vốn tinh thần chưa? Ba cái đấy rất là quan trọng. Ba cái đấy rất là quan trọng. Và các bạn sẽ thấy rằng rất là nhiều các doanh nghiệp vĩ đại được xây dựng nên bởi những con người hoàn toàn không có tiền trong tay. Nhưng họ không có tiền, nhưng họ có những nguồn vốn vô hình khổng lồ. Đó là kiến thức, đó là lãnh đạo, đó là tinh thần chiến đấu của họ. Và các bạn có thể nhìn thấy trong rất là nhiều gương CEO trong và cũng như ngoài nước. Thế thì nhắc lại phần này, tôi muốn nói rằng là gì? Lãnh đạo đó là cái vốn đầu tiên và vốn cực kỳ quan trọng. Đó là một cái động lực có thể duy nhất để giúp cho doanh nghiệp khởi nghiệp của các bạn thành công. Xin cảm ơn các bạn. Như là chúng ta nói lúc nãy, khi các bạn có một ý tưởng và chúng ta khởi nghiệp, thì các bạn cần phải nhận thức rõ là trong quá trình các bạn khởi nghiệp một doanh nghiệp, các bạn có hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất, các bạn cần xây dựng doanh nghiệp của các bạn càng lớn lên. Và cái thứ hai, đó là quá trình các bạn cần xây dựng, cần phát triển con người của các bạn trở thành lớn hơn, vĩ đại hơn. Trong rất là nhiều năm tôi đi làm việc, tôi cũng rất là may mắn tiếp xúc được rất là nhiều CEO nổi tiếng của các tập đoàn kinh tế, của các doanh nghiệp hùng mạnh tại Việt Nam. Và đây thì tôi kể có hai câu chuyện. Một câu chuyện là tôi đã làm qua một tập đoàn kinh tế rất là mạnh. Và trong những cái thời gian trước ấy, thì tập đoàn đấy có thể nói là tập đoàn số 1 của nền kinh tế Việt Nam. Thế nhưng mà người lãnh đạo của tập đoàn đấy không thay đổi. Họ không lột xác chính mình. Bởi vì trong kinh doanh của chúng ta đấy, có những điều ngày hôm nay chúng ta làm điều đấy là đúng, là hoàn hảo. Thế nhưng mà 1 năm, 2 năm nữa, cái điều đấy nó đã thay đổi. Và tôi vẫn theo dõi tập đoàn mà tôi đã làm việc, thì
Thì tôi nhận thấy được rằng là trong hình như trong cả 5 đến 10 năm qua, cái cách điều hành của người tổng giám đốc đấy vẫn giữ nguyên như 10 năm trước. Và kết quả là gì? Tập đoàn đấy nó cũng vẫn lớn lên, tập đoàn đấy nó vẫn tăng trưởng, nhưng bây giờ nó không còn trở là nên là những gương mặt sáng giá của nền kinh tế Việt Nam nữa. Sáng giá ở đây tôi muốn nói là trong top 5. Cách đây 10 năm nó nằm ở trong top 5, nhưng bây giờ nó không còn nằm trong top 5 nữa. Đấy là cái ví dụ tôi muốn chia sẻ với các bạn. Tức là cái người lãnh đạo muốn doanh nghiệp của mình trở nên vĩ đại hơn rất là nhiều. Mà các bạn biết là vĩ đại hơn rất là nhiều là chúng ta phải biến đổi về chất, chứ không phải chúng ta biến đổi về lượng. Ở đây một doanh nghiệp khi phát triển lên có hai cách lớn lên. Một là lớn lên về lượng, một bằng cách là gia tăng số học. Tức là ví dụ như các bạn có 10 cửa hàng thì giờ các bạn thêm 3-4 cửa hàng nữa. Nhưng mà ở đây một doanh nghiệp muốn phát triển lớn lên theo cấp số nhân ấy, thì các bạn cần phải biến đổi về lượng, các bạn cần phải biến đổi về chất. Hay nói một cách khác là tại trường quản lý kinh doanh Harvard họ có nói rằng là disruptive innovation. Tức là các bạn cần phải có những cái bước thay đổi về chất một cách mạnh mẽ, quyết liệt và thậm chí là những bước nhảy. Thay đổi hoàn toàn những cái bản chất của kinh doanh mà các bạn đang thành công. Và đấy tôi nghĩ rằng là một cái rất là khó. Đến một cái thứ hai nữa là tôi có để ý một số các doanh nghiệp đầu ngành và có rất nhiều doanh nghiệp tôi quen, thì các CEO đấy họ thúc đẩy doanh nghiệp của họ phát triển một cách mức độ theo như là cấp số nhân. Và quan trọng nhất là các CEO đấy họ lột xác hàng ngày. Họ lột xác trong tư tưởng, họ lột xác trong quan điểm, họ lột xác trong cái cách họ nghĩ về kinh doanh. Có những cái họ áp dụng những cái điều mà nó trái ngược hoàn toàn với cả những gì họ đã tin tưởng trong thời gian vừa qua. Họ tự làm mới mình, họ tự thay đổi chính mình. Thành thử ra ở đây ấy, là các bạn, khi các bạn mở một doanh nghiệp startup, là các bạn cần phải hiểu là các bạn muốn doanh nghiệp của các bạn lớn lên, nhưng con người các bạn lại không thay đổi. Đấy là điều nghịch lý. Và các bạn sẽ cần phải hiểu là chúng ta cần phải thay đổi chính mình hàng ngày. Trong đoạn video cách đây vài ngày, tôi có nói về những thất bại trong khởi nghiệp. Thực sự ra các cái thất bại trong khởi nghiệp nhìn sâu sắc đều bắt nguồn từ việc người sáng lập đã thất bại trong việc thay đổi chính mình. Các bạn không tuyển dụng được những người nhân viên tốt bởi vì người lãnh đạo không thay đổi, không tiếp cận theo một tầm nhìn vĩ đại thì không thể nào mời được người ta về. Các bạn thấy rằng thị trường cho cái sản phẩm dịch vụ của các bạn yếu bởi vì người lãnh đạo đã thất bại trong cái việc là để cái tôi của mình quá cao, không chịu lắng nghe khách hàng, không chịu lắng nghe những người nhân viên, những thành viên ở trong tổ chức của các bạn. Và tôi có thể nói rằng tất cả những cái điều thất bại trong một doanh nghiệp khởi nghiệp đều có nguồn gốc. Chúng ta nhìn phân tích sâu ra thì đều có nguồn gốc, đó chính là người sáng lập không thay đổi, không tự lãnh đạo tốt. Thành thử ra là tại sao các bạn thấy rằng là các đơn vị, các tổ chức kinh doanh nước ngoài họ rất quan tâm về lãnh đạo. Ở đây thì tôi cũng nói rằng năm 1996 khi tôi học chương trình MBA đầu tiên, thì khi học về lãnh đạo tôi thấy rằng nó dường như nó đi đâu đó nó không phù hợp, dường như nó thừa. Thế nhưng mà theo thời gian trải nghiệm càng nhiều, va chạm càng nhiều, thất bại càng nhiều, thì tôi thấy rằng lãnh đạo là một yếu tố quan trọng nhất luôn. Và nếu như các bạn thấu hiểu điều đấy, các bạn cần phải phát triển lãnh đạo ngay từ những ngày đầu tiên. Các bạn cần phải hiểu rằng là gì? Các bạn cần phải thay đổi chính mình. Và tiếp đến thì tôi muốn nói là sau khi chúng ta thấu hiểu rằng startup là xây dựng doanh nghiệp và phát triển con người lãnh đạo trong chính bản thân người sáng lập, thì nó tới một cái phần rất là quan trọng, đó là làm thế nào để chúng ta lãnh đạo bản thân. Ở đây ấy, có 3 cấp độ lãnh đạo. Điều đầu tiên, các bạn cần phải lãnh đạo chính mình. Sau đó các bạn lãnh đạo những người trong doanh nghiệp của mình. Và tiếp đến là các bạn lãnh đạo với tất cả những người mà các bạn đang làm việc. Có 3 cấp độ lãnh đạo như thế. Thế thì chúng ta sẽ nói chuyện ở cấp độ lãnh đạo bản thân. Làm thế nào để chúng ta tự lãnh đạo mình? Thế thì lãnh đạo bản thân là gì? Đó là nền tảng phát triển năng lực lãnh đạo cho người sáng lập. Và ở đây tôi không có thời gian nói nhiều, thì tôi muốn nói đến
7 cái mục để cho các bạn có thể áp dụng để phát triển năng lực lãnh đạo bản thân của chính mình. Và tiếp đến là các cái công cụ để các bạn có thể sử dụng để trong lúc làm việc hàng ngày các bạn phát triển cái năng lực lãnh đạo trong chính con người của các bạn. Xin cảm ơn. Khi mà chúng ta nói về lãnh đạo bản thân thì có rất là nhiều tài liệu. Ở đây tôi liệt kê ra 7 mục quan trọng để cho các bạn sáng lập khởi nghiệp có thể áp dụng. Và các bạn áp dụng được 7 điểm này, tôi nghĩ rằng là các bạn đã phát triển cái năng lực lãnh đạo trong con người của mình rất là sâu sắc. Điều đầu tiên đó là các bạn cần phải thấu hiểu năng lực, tính tình, khả năng tiềm ẩn và quan trọng nhất là điểm yếu của chính mình. Điểm mạnh thì chúng ta có thể thấy được rất là rõ, nhưng điểm yếu nhiều khi chúng ta không chấp nhận và không thừa nhận nó tồn tại. Cái này đó là cái hạn chế lớn nhất, cái rào cản quan trọng nhất để các bạn có thể vượt qua để tự lãnh đạo chính mình. Nếu như các bạn không nhìn thấy điểm yếu, nếu như các bạn không thấy được những cái điểm mà các bạn cần phải khắc phục thì các bạn sẽ không bao giờ thành công. Cách đây một tuần, nhất rất nhiều những người bạn của tôi nói rằng: anh Tuấn Anh ơi, anh cần phải thay đổi, anh cần phải mềm mỏng hơn, bởi vì nếu như vậy thì sẽ tốt cho anh và đồng thời tốt cho các em nữa. Thế thì khi mà tôi nghe các bạn nói chuyện với mình thì tôi nhận thức ra một điều rất là quan trọng, rằng là gì? Khi mà chúng ta làm việc với nhiều người, chúng ta phải thay đổi. Bởi vì khi mà chúng ta làm việc với nhiều người, chúng ta thay đổi. Tại vì lúc đấy những điều gì chúng ta làm, những điều gì chúng ta nói, những điều gì chúng ta hành xử, nó sẽ ảnh hưởng tới những người bạn bè của chúng ta. Và tôi phải nhìn thấy đấy để tôi thay đổi. Chúng ta phải chấp nhận, chúng ta phải nhìn được những cái điểm yếu của chính mình để chúng ta thay đổi, để chúng ta làm cho chúng ta tốt hơn. Tốt hơn không phải cho chính bản thân chúng ta, mà tốt hơn cho những người bạn bè, những người đã tin tưởng, song hành với chúng ta làm việc. Và tôi nhận thức được cái điều đấy. Không phải là tốt cho chính mình, mà vấn đề mình phải có trách nhiệm là giúp tạo nên được cái giá trị cho những bạn bè, cho những người đối tác của mình. Điều thứ hai, chúng ta sẽ không có thời gian, chúng ta sẽ không có nhiều nguồn lực. Và các bạn sẽ cần phải quyết định lựa chọn, tức là những điểm mạnh nào các bạn cần phải phát triển và những điểm yếu nào các bạn phải chấp nhận. Ở đây tôi muốn nói một cái điều có thể nghe nghịch lý, tức là chúng ta phải chấp nhận điểm yếu. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta không có đủ thời gian, không có đủ nguồn lực để cải thiện tất cả các điểm yếu. Và đây nó sẽ dẫn tới một cái câu chuyện tôi muốn nói với các bạn là gì? Tại sao chúng ta lại phải cần có những người đi chung với chúng ta? Bởi vì những người đi chung đấy, đó là bổ sung hoàn hảo cho những điểm yếu mà chúng ta không có thời gian nguồn lực để chúng ta cải tiến. Khi các bạn chấp nhận điểm yếu thì điều đấy có nghĩa rằng là các bạn sẽ dẫn tới các bạn một điều rằng các bạn sẽ phải tìm những đối tác. Chúng ta cần phải tìm những đồng minh để đi chung với chúng ta để cải thiện cho điểm yếu của chúng ta. Và trong những năm gần đây thì tôi thấy rằng mình có những điểm yếu và tôi đi tìm, và rất là may mắn tôi tìm được những người em, những người bạn đi chung với mình và họ bổ sung hoàn hảo cho những điểm yếu của mình. Và chúng ta sẽ có thời gian để chúng ta tập trung, chúng ta phát triển cái điểm mạnh nhất của mình, và như vậy chúng ta mới tạo nên được cái giá trị gia tăng cao. Cái thứ ba tôi muốn nói ở đây là khi các bạn tạo ra một tổ chức thì cái quan trọng nhất đó là tổ chức đấy, đó là sản phẩm dịch vụ và nó cao hơn con người của chính bạn. Tôi thấy rất nhiều các sáng lập viên, rất nhiều người sáng lập startup không hiểu được câu chuyện này. Họ cho phép họ đứng cao hơn tổ chức, đứng cao hơn sản phẩm và dịch vụ. Ở đây tôi muốn nói, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm, 100 năm sau, ai nhớ đến người sáng lập? Họ nhớ nhiều nhất là về sản phẩm dịch vụ, họ nhớ nhiều nhất đến công ty. Thành thử ra các bạn sáng lập, các bạn cần phải hiểu một cái sâu sắc ở cái câu chuyện này, đó là gì? Sản phẩm dịch vụ, doanh nghiệp các bạn đẻ ra, nó quan trọng hơn chính các bạn. Và như vậy sẽ trong rất là nhiều những cái quyết định, trong nhiều những cái câu chuyện các bạn thực thi, các bạn triển khai, các bạn sẽ phải đặt cái vai trò của doanh nghiệp và sản phẩm dịch vụ quan trọng hơn cái tôi của chính bạn trong lúc chúng ta ra quyết định. Và tôi thấy rất là nhiều bạn sáng lập chưa vượt qua được cái thử thách này. Tiếp đến thứ tư là các bạn cần phải xác định rõ giá trị và những nguyên tắc để chúng ta vận hành. Ví dụ như đối với bản thân tôi luôn luôn đặt ra vấn đề là câu chuyện gì? Thứ nhất, phải trung thực với đối tác. Chúng ta muốn cái gì chúng ta nói với đối tác. Thứ hai, chúng ta phải luôn luôn làm việc là chúng ta hướng tới câu chuyện tạo nên giá trị cho cả hai bên. Chúng ta luôn luôn nghĩ ra những cái giá trị mới, sáng tạo ra những cái giá trị mới để giúp ích cho các đối tác, cho nhân viên, cho tất cả những người làm việc chung với chúng ta.
Và cái thứ năm là cần phải có cái kế hoạch phát triển bản thân rõ ràng, song hành với cái việc chúng ta phát triển doanh nghiệp. Ở đây thì các bạn trẻ khi chúng ta sáng lập doanh nghiệp, chúng ta quá quan tâm đến cái câu chuyện phát triển doanh nghiệp mà chúng ta quên đi rằng chúng ta phát triển bản thân. Nhưng mà nếu như nhìn kỹ, nếu như chúng ta nhìn vào mối quan hệ nhân và quả thì chúng ta phải tập trung vào nhân trước. Đó là chúng ta cần phải tập trung vào cái phát triển năng lực lãnh đạo, phát triển con người của chính bạn. Bởi vì khi con người của các bạn trở nên vĩ đại thì các bạn mới có thể biến doanh nghiệp khởi nghiệp của các bạn trở thành vĩ đại được. Và thứ sáu, luôn luôn suy nghĩ rằng mình là người bình thường. Ở đây tôi chia sẻ luôn là các bạn cần phải luôn luôn suy nghĩ mình là người bình thường. Chúng ta đừng có suy nghĩ rằng mình là một người khác thường. Chúng ta là người giỏi hơn những người khác. Bởi vì khi các bạn suy nghĩ là người bình thường, các bạn mới cần, các bạn mới thấy và các bạn mới ham học hỏi liên tục. Tôi luôn luôn nói trong cái vấn đề lãnh đạo bản thân, đó là cái sự khiêm tốn và cái sự ham học hỏi. Học hỏi từ những người giỏi hơn mình, đương nhiên. Học giỏi những học từ những người ngang mình, đương nhiên. Nhưng học từ những người thấp hơn mình. Bởi vì không ai có thể tự hào rằng tôi biết giỏi tất cả mọi thứ. Tất cả những người xung quanh các bạn, người nhân viên phục vụ khách hàng có thể dạy cho các bạn những bài học về dịch vụ khách hàng. Người chị lao công ở ngoài đường có thể dạy cho các bạn về cái tính cần cù, sự chịu khó, vượt lên những cái nỗi khăn. Tất cả xung quanh các bạn, tôi luôn luôn nói với các bạn trẻ, xung quanh các bạn có hàng ngàn bài học. Nhưng mà đấy là những cái hạt vàng, đấy là những cái hạt kim cương, nó ẩn chứa trong những nét bình thường của cuộc sống. Quan trọng chúng ta có nhìn thấy được cái điều đấy không? Chúng ta có nhìn được cái điều đấy không? Chúng ta có cảm nhận được cái điều đấy không? Để chúng ta áp dụng, để chúng ta phát triển bản thân. Đến cái thứ năm, đó là các bạn cần phải có kế hoạch phát triển bản thân rõ ràng, song hành với doanh nghiệp. Tức là, và quan trọng nữa thì cái kế hoạch phát triển bản thân này của các bạn nó phải đi trước cái kế hoạch phát triển doanh nghiệp của chính bạn. Thứ sáu, các bạn phải luôn luôn suy nghĩ rằng là mình bình thường và phần phải học tập phát triển. Đây thì tôi cũng vừa nói trong cái đoạn video vừa lúc nãy đấy, tức là các bạn cần phải học được tất cả mọi cần phải mọi lúc mọi nơi. Và đến cái thứ bảy, đó là các bạn cần phải học và phát triển không ngừng, và các bạn cần phải học từ cộng đồng, học từ những người xung quanh. Đây thì tôi đưa khái niệm là cái chữ là collective learning, tức là cần phải học cái trí thông minh của tất cả mọi người. Thì tôi nghĩ rằng là bảy cái này nó là một cái khung để cho các bạn nhìn và các bạn phát triển năng lực lãnh đạo bản thân của chính mình. Thế thì khi mà chúng ta có được cái mục tiêu như vậy thì các cái công cụ phát triển lãnh đạo bản thân như nào? Và tôi nghĩ rằng cái thứ nhất đó là các cái bài đánh giá. Các cái bài đánh giá để giúp cho các bạn nhìn thấy được năng lực lãnh đạo của các bạn. Thế thì ở đây ấy, thì các bạn làm startup có thể liên lạc trực tiếp được với tôi. Thì tôi sẽ có một cái bài đánh giá lãnh đạo sẽ giúp cho các bạn. Và đây là bài đánh giá lãnh đạo miễn phí. Các bạn có thể trả lời khoảng 30 câu hỏi. Và trong cái 30 câu hỏi đấy các bạn sẽ thấy được rằng là cái mức độ lãnh đạo của mình như nào. Và các bạn có thể liên hệ với tôi qua điện thoại và email. Cái thứ hai là các bạn cần phải có coaching và là mentoring. Thế thì ở đây chính là cái điều mà tôi có nói trong cách đây vài ngày về chương trình coaching và mentoring cho startup. Thực ra khi chúng ta coaching và mentoring, nó có hai phần chúng ta có thể coaching và mentoring được. Một, đó là kỹ năng, và hai là lãnh đạo phần mềm. Theo quan điểm của tôi, cái quan trọng nhất đối với cả startup đó là coaching và mentoring phần mềm, phát triển năng lực lãnh đạo. Cái đấy là cái nơi mà coaching và mentoring sẽ phát huy hiệu quả nhiều nhất. Bởi vì những cái kỹ năng, những cái kiến thức mà tôi gọi là hard skill, các bạn có thể học được. Các bạn học về tài chính, các bạn học về kỹ năng bán hàng, tất cả những cái đấy các bạn có thể học được hết, các bạn có thể tự học được hết. Thế nhưng mà phát triển lãnh đạo, phát triển về khả năng quản lý là những cái mà coaching và mentoring. Và rất đáng tiếc các bạn startup bây giờ đang hình như chúng ta quan tâm đến phần hard skill, cái phần kỹ thuật nhiều hơn cái phần mềm. Và như tôi vừa nói trong đoạn video này, cái phần mềm mới là cái quan trọng. Tư vấn, hỗ trợ, coach cho các bạn làm sao để các bạn trở thành những người lãnh đạo. Làm sao, và cái đấy chính là cái nền tảng để cho doanh nghiệp startup của các bạn tiến lên. Cái thứ ba nữa là trải nghiệm từ thất bại. Thất bại là một sự kiện, là một cái mái trường lý tưởng để các bạn nhìn thấy được những cái điểm yếu của các bạn. Thành thử ra đây tôi luôn nói rằng các bạn hãy cố gắng thất bại đi. Cố gắng thất bại. Chúng ta làm nhiều, chúng ta thất bại thật nhanh, chúng ta thất bại thật rẻ để chúng ta thấy được những điểm yếu của mình để chúng ta chữa trước khi chúng ta triển khai những dự án lớn. Đây tôi có một cái câu chuyện vui.
Có một anh kỹ sư vào trong một nhà máy và thất bại một dự án 1 triệu đô và anh ấy xin nghỉ. Thế nhưng mà người CEO nói rằng tôi không cho anh nghỉ. Anh ấy rất ngạc nhiên. Và cái người CEO nói rằng bạn đang có một bài học trị giá 1 triệu đô mà công ty tôi đang đầu tư vào bạn. Và nếu như bạn bỏ đi thì cái người tiếp đến sẽ mất 1 triệu đô nữa. Và nếu như các bạn đã mất 1 triệu đô rồi, bạn đã học được rất là nhiều đòi học rồi, tôi hy vọng rằng là trong những dự án tới bạn sẽ thành công. Bài học của thất bại. Chúng ta có những điểm yếu trong con người chúng ta phải thất bại chúng ta mới thấy ra được. Và cái thứ tư đó là đào tạo phát triển. Chúng ta cần phải đi học. Ở đây tôi luôn luôn nói rằng các bạn cần phải học những điều cơ bản trước. Người Việt Nam chúng ta có một cái dở là chúng ta muốn đi tắt đón đầu. Chúng ta muốn bay trước khi chúng ta muốn chạy, trước khi chúng ta muốn đi, các bạn cần phải đi. Các bạn muốn phát triển cái năng lực lãnh đạo cho con người các bạn cần phải đi học. Học những điều căn bản trước và sau đó chúng ta từ từ chúng ta phát triển lên. Và cuối cùng đó là chúng ta luôn luôn phải quan sát học hỏi. Chúng ta nhìn trong những cái trường hợp, nhìn những người CEO, nhìn những người bạn của mình có những cái năng lực lãnh đạo tuyệt vời, chúng ta phải học tập họ. Chúng ta học tập mọi lúc mọi nơi. Xin cảm ơn các bạn. Sau phần các bạn lãnh đạo bản thân thì tôi nói đến cái câu chuyện là các bạn lãnh đạo nhân viên và mọi người trong doanh nghiệp khởi nghiệp của các bạn như thế nào. Thế thì ở đây chúng ta có rất là nhiều những mô hình về lãnh đạo, các bạn có thể tìm trên Google. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là tôi sẽ đưa ra hai cái mô hình rất là đơn giản cho các bạn. Điều đầu tiên đó là cái mô hình là Leadership Practice Inventory. Họ tiếp cận lãnh đạo theo 5 cái nhóm công việc. Nhóm công việc đầu tiên đó là các bạn cần phải tạo dựng những hình mẫu. Tức là các bạn cần phải biến mình trở thành những cái hình mẫu lãnh đạo và để cho mọi người trong công ty noi theo. Thứ hai là các bạn cần phải truyền cảm hứng, truyền động lực. Cái thứ ba là các bạn cần phải giúp cho mọi người thách thức được cái hiện tại, sáng tạo đổi mới, chiến đấu cho những điều mới, chiến đấu cho những sự thay đổi. Và cái thứ tư đó là các bạn cần phải giúp cho họ thực thi được, đào tạo họ, đưa ra cho họ những cái quy trình, đưa tạo nên một cái môi trường làm việc. Và cuối cùng thứ năm là các bạn phải tưởng thưởng cho họ một cách xứng đáng. Tức là năm cái nhóm công việc mà lãnh đạo cần phải thực hiện đối với các cái nhân viên, đối với cả những cái người đi, những cái người mà đi theo mình. Thế thì các bạn sẽ thấy rằng là gì? Là khi các bạn mở một doanh nghiệp khởi nghiệp thì rõ ràng cái giai đoạn đầu tiên các bạn cần phải tạo dựng hình mẫu. Sau đó các bạn cần phải quan tâm đến câu chuyện là truyền cảm hứng. Và khi mà chúng ta đã có được một số người rồi thì các bạn cần phải thách thức họ để họ chiến đấu. Tức là đấy, chúng ta có một doanh nghiệp khởi nghiệp có một cái nguồn lực rất là ít ỏi, nhưng chúng ta có một cái tầm nhìn lớn lao như vậy, và làm thế nào để chúng ta vượt qua được cái giới hạn giữa nguồn lực ít và một cái mục tiêu rất là lớn. Đấy là một cái bài toán mà startup luôn luôn phải đối mặt. Và sau đó rồi thì tất cả mọi người đồng lòng thì chúng ta phải đào tạo, chúng ta phát triển, chúng ta tạo cho họ những kỹ năng, chúng ta đưa ra những quy trình giúp cho họ thực thi. Đây tôi luôn luôn nói rằng là gì, là người CEO không phải là người làm hết tất cả, mà người CEO là giúp cho những người xung quanh họ là trở nên tuyệt vời hơn, trở thành vĩ đại hơn. Một lãnh đạo tốt là làm cho họ trở thành tốt, nhưng một lãnh đạo vĩ đại là phải làm cho những người xung quanh họ trở thành vĩ đại hơn. Thế như vậy cái tổ chức của chúng ta mới ngày càng lớn lên được. Và cuối cùng chúng ta phải có những cái tưởng thưởng cho những người xung quanh khi mà họ đạt được những cái thành tựu. Và cái mô hình sau thì mô hình 6E. Cái chữ E đầu tiên là Envision, là chúng ta đưa ra cái tầm nhìn nó cũng tương tự giống như cái mô hình trên, nhưng nó có một cái cách tiếp cận khác hơn. Cái chữ thứ hai là Enlist, tức là chúng ta đưa ra những công việc chúng ta cần phải thực hiện. Sau chữ thứ ba là chúng ta có cái chữ E, thứ ba là Embody, tức là chúng ta làm thế nào để cho họ tích hợp những công việc của họ và họ cảm thấy rằng họ là chủ những cái công việc họ đang làm, họ có quyền quyết định. Từ từ, ở đây em nói sai mất rồi. Ở đây thì tôi đưa ra một cái công cụ thứ hai cho các bạn, đó là công cụ về 6E, thì cũng tương tự giống như cái mô hình 5 cái nhóm công việc mà lãnh đạo, nhưng mà một cách nào đó để cho các bạn dễ hiểu hơn. Thì cái chữ E đầu tiên đó là cái chữ E là Envision, tức là chúng ta đưa ra được cái tầm nhìn sứ mệnh, cái đích đến, cái niềm tin cho tất cả những nhân viên ở trong cái doanh nghiệp của chúng ta. Cái chữ E thứ hai là cái chữ E là Enlist, tức là chúng ta chia sẻ, chúng ta đưa ra cụ thể, minh họa rõ ràng về cái đích tới. Chúng ta có tầm nhìn thì chúng ta phải phiên dịch cái tầm nhìn đấy ra thành những cái mục tiêu trước mắt. Cái chữ E thứ ba là cái chữ E là Embody, tức là chúng ta phải hiện thân hóa
những cái điều mà chúng ta nói, mà chúng ta phải hiện thân hóa những cái điều gì chúng ta tin tưởng, chúng ta hiện thân hóa cái tầm nhìn sứ mệnh của mình thông qua chính con người lãnh đạo của các bạn. Và đây thì tôi thấy có rất là nhiều các bạn startup đã bị thất bại ở cái chữ E thứ ba. Bởi vì chúng ta nói nhưng mà chúng ta không thực thi để nó đúng như những cái gì chúng ta nói. Và như vậy những người xung quanh chúng ta sẽ nhìn thấy được là sự chênh lệch. Ở đây thì nó có một cái câu rất là hay là gì? Tướng giỏi là tướng không có, là tướng giữ được bình tĩnh trong lúc loạn. Tại vì trong cái lúc mà hỗn loạn, trong lúc khó khăn, nếu như bản thân người lãnh đạo mà mất ý chí, mất phương hướng thì toàn bộ doanh nghiệp của các bạn sẽ sụp đổ. Ra đây là cái chữ là em, cái chữ mà embody, nó nói lên được một câu chuyện là gì? Các bạn phải là hiện thân hóa những gì các bạn nói, những gì các bạn tin tưởng, những gì các bạn chiến đấu cho nó. Đến cái chữ E thứ ba là cái chữ E là thứ tư là cái chữ E là empower, tức là chúng ta phải giao quyền. Chúng ta phải biến cái người nhân viên của chúng ta là chủ sở hữu những cái công việc, chúng ta không quản trị họ một cách chi li tiểu tiết. Đến cái chữ E thứ năm là cái chữ E là evaluate, tức là chúng ta đánh giá nguồn lực, kỹ năng, những gì thiếu để chúng ta bổ sung. Và chữ E cuối cùng là chúng ta encourage họ, chúng ta khuyến khích họ, chúng ta tưởng tượng họ. Thì rõ ràng các bạn thấy rằng 6 chữ E nó cũng đâu đó nó cũng tương tự giống như là mô hình 5 nhóm công việc mà người lãnh đạo cần phải thực thi. Thế thì sau khi chúng ta nói rất là nhiều thì tôi muốn chốt lại là các bạn là một người lãnh đạo khởi nghiệp thì chúng ta thực hành lãnh đạo như thế nào ở trong cái doanh nghiệp khởi nghiệp của mình. Điều đầu tiên đó là nói, làm, suy nghĩ phải giống nhau. Những cái gì các bạn nghĩ, những gì các bạn nói nó phải giống như các bạn làm. Các bạn nói chính trực nhưng các bạn hành xử không chính trực. Các bạn nói rằng tạo nên giá trị cho khách hàng, bạn không tạo giá trị. Các bạn nói rằng là chúng ta cần phải quan tâm đến chất lượng nhưng trong lúc triển khai chúng ta không quan tâm chất lượng, thì đấy, tất cả những cái đấy, người nhân viên họ rất là giỏi, họ rất là thông minh, họ rất là tinh tế, và họ sẽ chú ý những cái gì chúng ta nói, làm và suy nghĩ nó có giống nhau hay không. Cái thứ hai đó là các bạn cần phải xây dựng cái giá trị, nguyên tắc và văn hóa làm việc này rất là quan trọng. Ở đây tôi gặp rất là nhiều các bạn startup chúng ta nói rằng là chúng ta không có thời gian xây dựng văn hóa. Tôi có thể nói nếu như các bạn nhỏ, các bạn chưa xây dựng văn hóa thì liệu các bạn lớn lên, công ty các bạn lớn lên, các bạn sẽ là một cái mớ hỗn độn. Thành ra là những cái giá trị, những nguyên tắc, những cái văn hóa là những cái nền tảng các bạn cần phải xây dựng ngay từ ban đầu. Cái thứ ba đó là các bạn cần phải phát triển bản thân và phát triển những lãnh đạo khác, mà như là tôi nói lúc nãy, lãnh đạo tuyệt vời đó là chúng ta giúp cho những người khác trở nên lãnh đạo, trở thành lãnh đạo tuyệt vời như chính các bạn. Và như vậy cái tổ chức chúng ta mới ngày càng lớn lên, bởi vì năng lực lãnh đạo là một năng lực tối quan trọng, năng lực rất là cần thiết cho tất cả các doanh nghiệp. Và đến cái thứ tư đó là các bạn cần phải có cái niềm tin và tầm nhìn chiến đấu đến cho sứ mệnh. Ở đây tôi hay nói là niềm tin và tầm nhìn và chiến đấu cho sứ mệnh mặc dù rất là khó khăn. Cái thứ năm và các bạn cần phải chấp nhận những điểm thất bại và những điểm không hoàn thiện. Cái này thì nó là một cái gì đấy, nó như là tôi nói lúc nãy á, thì nó cũng rất là thú vị. Bởi vì là chúng ta cần phải hiểu được rằng là chúng ta cố gắng sức nhưng có nhiều lúc chúng ta cũng không đạt được qua. Tôi hay có một cái cách tiếp cận này để cho nó dễ dàng. Tôi sẽ làm cố hết sức mình. Nhưng nếu như tôi thất bại thì tôi sẽ rất là vui vẻ bởi vì tôi đã làm hết trong mọi khả năng tôi có thể làm được. Thứ sáu đó là công ty và sản phẩm dịch vụ quan trọng hơn cái tôi của chính các bạn. Và các bạn cần phải vượt qua được cái thách thức này. Đây là cái điều mà tôi nhắc lại. Rất là nhiều các lãnh đạo khởi nghiệp bị vướng phải. Họ để con người của họ trên công ty và sản phẩm dịch vụ. Và cái thứ bảy đó là các bạn cần phải dấn thân và đổi mới sáng tạo. Thứ tám các bạn cần phải quan tâm đến khách hàng và nhân viên. Khách hàng và nhân viên đấy chính là những người mà các bạn sẽ cần phải sống chết với họ. Bởi vì sản phẩm dịch vụ nó chỉ là cái kết quả của khách hàng và nhân viên thôi. Thứ 9 đó là các bạn cần phải lắng nghe nhiều hơn. Ở đây tôi nói là lắng nghe không phải là những qua lời nói mà các bạn cần phải quan sát. Các bạn cần phải xuống trận tiền. Các bạn cần phải đi với nhân viên bán hàng. Các bạn cần phải tới gặp khách hàng. Các bạn phải là thời gian đầu khởi nghiệp, cái người CEO đó là người nhân viên trong mọi công việc. Nhưng các bạn không phải làm, các bạn đi chung để các bạn lắng nghe. Các bạn thấy được những điều gì mà các bạn cần thấy ở trên thực tế. Và cái thứ 10 đó là gì? Tầm nhìn là quan trọng nhưng kết quả cũng không kém phần quan trọng. Ở đây thì tôi muốn chia sẻ, tầm nhìn rất là lớn. Nhưng muốn thành công được hay không nó lại đo lường bằng những cái mà các bạn làm hàng ngày như thế nào. Thành thực ra tầm nhìn là quan trọng nhưng kết quả cũng không kém phần quan trọng. Tiếp đến là các bạn nên từ bỏ khái niệm Rambo làm một mình. Không một cái doanh nghiệp khởi nghiệp nào vĩ đại có thể thực hiện được bởi một người CEO duy nhất. Các bạn cần phải có rất là nhiều người đi theo các bạn. Và cuối cùng
tôi muốn đưa ra một cái câu kết luận là đừng bao giờ nói với mọi người là làm như thế nào, mà hãy nói là các bạn cần phải làm gì, và những người xung quanh các bạn sẽ làm cho các bạn rất là ngạc nhiên bởi những kết quả tuyệt vời. Và đấy là tất cả những cái gì tôi muốn chia sẻ về lãnh đạo trong khởi nghiệp. Và tôi muốn nói là phát triển một doanh nghiệp khởi nghiệp, nói cho cùng, đó chính là hành trình phát triển lãnh đạo trong chính con người các bạn. Và các bạn phát triển đến đâu, các bạn phát triển sâu đến đâu, các bạn phát triển tốt đến đâu, đó chính là giới hạn cho doanh nghiệp khởi nghiệp của các bạn. Chúc các bạn thành công.